Theo nhận định của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, tại thị trường Tết Kỷ Hợi 2019, hàng hóa được cung ứng dồi dào phong phú, giá cả tương đối ổn định, không có tình trạng thiếu hàng, sốt hàng. Thống kê sơ bộ cho thấy sức mua chung thị trường Tết năm nay tăng bình quân 10 đến 15% so với cùng kỳ. Hàng hóa cung ứng cho thị trường Tết Kỷ Hợi rất đa dạng phong phú, giá bán tương đối ổn định. Riêng các nhóm hàng đặc trưng của ngày Tết như hoa tươi, trái cây, rau củ quả, giá bán tăng cao so với ngày thường do mức cầu quá lớn. Điểm khác biệt là năm nay người tiêu dùng mua sắm Tết từ khá sớm, đến ngày đưa ông Táo 23 tháng Chạp, sức mua đã tăng rất cao. Theo thống kê sơ bộ, sức mua mùa Tết này tăng 10 đến 15% so với Tết Mậu Tuất năm 2018, trong đó máy lực tại các hệ thống phân phối hiện đại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi tăng 20 đến 30%. Riêng khu vực các chợ truyền thống vào những ngày cận Tết, lượng khách hàng đến với chợ mua sắm khá đông, kéo theo mãi lực tăng 30 đến 40% so với ngày thường.